Nhưng mà các bạn phải nhớ một điều là các bạn đang qua Úc và các bạn đang cần tấm vé định cư. Các bạn phải có trách nhiệm với bản thân các bạn trước, và sau đó phải trách nhiệm với tương lai của các bạn nữa, rồi sau đó nó mới tới gia đình. Còn cái chuyện ở ngoài xã hội người ta đang cần các bạn, nó không có quan trọng đâu. Còn nếu mà các bạn làm cái job đó mà nó giúp các bạn có điểm định cư, hoặc là người ta nói người ta bảo lãnh các bạn, thì lúc đó bạn mới nên làm. Còn không thì bạn cũng đừng có nên nghe người ta nói thôi chứ chưa chắc người ta làm á. Đó, nên các bạn phải nhớ cái giai đoạn này á, là cái giai đoạn bạn vừa mới tốt nghiệp đại học xong á, hoặc là mới tốt nghiệp cao đẳng mà 2 năm á, thì bạn buộc các bạn phải lo học tiếng Anh đi, đừng có đi ra ngoài này mà kiếm mấy ngàn đô một tuần để làm gì, mấy chục đô một giờ, mấy ngàn đô một tuần để làm gì các bạn. Các bạn mà dành cái thời gian này không đúng á, là cái visa bạn nó hết hạn, và cái visa bạn hết hạn là bạn phải xin một cái visa sinh viên khác, và bạn kéo dài thời gian nó ra là bạn chỉ có nước chết mà thôi. Nghĩa là bạn cứ học học rồi đi làm rồi học, quần quật chết luôn các bạn. Đừng có để cái bẫy đó nó rơi vào các bạn à. Đừng có để nó rơi vào đầu các bạn nữa. Do đó các bạn phải bắt buộc cái giai đoạn quan trọng mới vừa tốt nghiệp xong, hoặc là gần tốt nghiệp đã xong hết rồi, lo tập trung học tiếng Anh đi, học ráng học tiếng Anh cho nó xong đi. Đừng có đi ra ngoài kia giúp người này giúp người kia chi vậy, trong khi bản thân các bạn không giúp các bạn. Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay mọi người có khỏe không? Hôm nay mình thấy rất là nhiều bạn vừa rồi gặp những cái rắc rối, trở ngại trong cái việc các bạn xin ở lại, xin định cư Úc. Thì hôm nay cái video này mình dành cho các bạn. Và trước khi bắt đầu thì mình nói với các bạn là ngày xưa năm 2008 lẻ 9 á, mình cũng đã từng mắc cái này rồi. Mắc cái lỗi của mình là thừa trách nhiệm. Mình nhiều trách nhiệm quá, mình không lo cho bản thân mình không lo cho cái chuyện định cư của mình, mà mình lo cho cái công ty của mình ngày xưa. Đó, ông chủ nói giúp anh đi, giúp em đi, giúp người này đi, giúp người nọ đi. Đó, cái cuối cùng á là mình giúp nhiều quá rồi cuối cùng mình không lo học tiếng Anh, và mình không có lo đi gặp luật sư. Và cuối cùng á, nếu mà giấy tờ xong hết thì hồi năm 2008, 2009 là đã xong phim hết rồi, mọi việc rồi. Đó là một cái ví dụ mà gần đây thì mình thấy bây giờ năm 2022 rồi, mình thấy rất là nhiều bạn trẻ mà vẫn không có chịu lập cái kế hoạch cho cuộc đời các bạn, và thậm chí có nhiều bạn còn không đi gặp luật sư nữa, để cho mọi chuyện đến nỗi mà các bạn phải đăng ký để học lên cao, hoặc là mới vừa học xong cái bằng này lại đi học cái bằng khác, không có thời gian cho các bạn để các bạn học tiếng Anh, không có thời gian cho các bạn ngẫm lại cuộc đời, có nhiều thời gian để các bạn đi làm có điểm kinh nghiệm tích lũy nữa các bạn. Rồi, vào cái video ngày hôm nay luôn nha. Đầu tiên mình sẽ nói về những bạn mà thiếu trách nhiệm. Thiếu trách nhiệm chính bản thân của các bạn đó, và thiếu trách nhiệm với gia đình các bạn đó luôn, và chắc chắn là sẽ thiếu trách nhiệm với cái tương lai của các bạn đó, thiếu trách nhiệm với cái người mà bạn đó muốn trở thành trong tương lai. Và mình biết chắc một điều á, tất cả các bạn du học sinh mà mình đang đào tạo ở đây là hiện nay á, không phải là thế hệ đầu tiên, thế hệ này đã là thế hệ thứ 9, thứ 10 rồi các bạn. Mình đã đào tạo từ hồi năm 2015, 2016 rồi. Đó là cái thế hệ đầu, là cái thế hệ mình đào tạo chính thức á. Còn những cái thế hệ trước nữa, 2014 mình đã đào tạo rồi, đào tạo một cái lớp trẻ, bây giờ mấy bạn đó đã làm chủ rồi. Mình nói lại một lần nữa, không có ai mà không làm được hết. Các bạn một đứa mà ngáo ngơ, giống như vừa rồi có một bạn 18 tuổi mà đưa qua cho mình training khoảng 1 tháng, 2 tháng là bạn này làm ngon lành luôn, gọn gàng luôn, bạn này đi lấy khách hàng được luôn, rồi bạn này tự đi kiếm tiền được luôn, không cần phải ai ra, và cũng chẳng có ngửa tay xin job của người, bất cứ người nào hết. Những người mà thiếu trách nhiệm với bản thân, và thiếu trách nhiệm với tương lai của bạn đó, và thiếu trách nhiệm với gia đình luôn nè. Ngửa tay xin tiền ba mẹ, tất nhiên rồi, mấy bạn nghĩ là năm 18 tuổi bạn còn xin tiền ba mẹ không? Chắc chắn là có mà. Các bản thân mình cũng còn đúng không ạ? Thì mình mới thấy là một đứa 18 tuổi mà ba mẹ tin tưởng mà giao cho mình, và thằng cu này nó có chí, là nó nói con muốn học, con muốn làm, và con muốn không cần xin tiền ba mẹ nữa, và nó rất là to và cao các bạn. Thì mình mới hỏi, ủa ba mẹ con có cao không? Ba mẹ con to? Nó nói không, ba mẹ con cũng bình thường thôi. Vậy sao con cao to vậy? Thì nó nói chắc là nó ăn. Thì đó tuyệt vời rồi. Thì những cái bạn nào á, thấy mà bản thân mình mà chưa to, chưa cao, chưa khỏe, chưa mạnh á, thì các bạn phải có trách nhiệm với bản thân các bạn, là phải có trách nhiệm để các bạn làm cái gì. Bạn phải tự luyện tập, bạn phải rèn luyện. Bạn nào yếu là phải ăn uống đầy đủ vô. Bạn nào mà thấy người mình nó nhỏ con thì phải ăn nhiều vô chút xíu nữa. Yếu thì phải đi tập thể dục, đi tập gym, đi tập những cái môn nào mà làm cho bạn khỏe mạnh đó các bạn. Hít đất nè, rèn thể thao, chạy bộ nè các bạn, đá banh nè, tennis ở bên này rất là nhiều cái cơ hội để các bạn chơi thể thao. Chỉ có điều là biến thôi, buổi sáng không chịu dậy tập thôi. Không lẽ bạn dành 1/3 đời người để bạn đi ngủ? Mà tuổi trẻ nữa, bạn đâu cần ngủ nhiều đâu, ngủ 6 tiếng thôi. Còn lại tới 3/4 cuộc đời của các bạn muốn làm gì các bạn làm. Rồi bạn thiếu trách nhiệm với bản thân, không biết nấu ăn, không biết nấu ăn phải phụ thuộc người khác, hoặc là không biết nấu ăn là phải làm gì? Phải đi mua đồ ăn ở ngoài kia. Đi mua đồ ăn là nó tốn tiền delivery, tiền vận chuyển đó, rồi là tốn tiền đồ ăn nữa. Đó. Ủa tại sao các bạn không đi ra chợ tự mua về rồi tự nấu tự ăn? Nếu bạn nói đủ thừa, à tôi đi làm nhiều quá, làm 2 job, 3 job không có thời
gian thì tuyệt vời. Nhưng mà đây không có làm ở nhà không à, sáng chơi điện tử, chiều chơi điện tử, tối chơi điện tử, khuya chơi điện tử luôn, rồi sau sáng thức dậy rồi xong lại chơi điện tử đói rồi ăn, ăn xong đói vô nằm ngủ, ngủ xong gọi điện thoại bạn bè tán dóc chơi điện tử với bạn bè tiếp. Vậy phải thiếu trách nhiệm với bản thân không? Rồi thiếu trách nhiệm với gia đình, thiếu trách nhiệm với cha mẹ cứ cho tiền và cho tiền, và cha mẹ cũng đóng một phần quan trọng trong làm cho mấy đứa nhỏ nó thiếu trách nhiệm đó. Nếu mà cha mẹ không cho tiền, ngừng lại tiền, tụi nó phải ra ngoài kia, tụi nó vươn vai với đời rồi, ra ngoài kia nó phải lo kiếm cái ăn rồi đó. Ba mẹ cũng có trách nhiệm trong cái chuyện này đó. Mấy đứa nhỏ nó thiếu trách nhiệm cũng một phần của ba mẹ, từ nhỏ không tập nó đi chợ, không tập nó nấu ăn, nó qua xứ người một mình một thân rồi còn không biết lo nữa thì bao giờ biết lo. Rồi nấu ăn không được đúng không, ba mẹ gửi cho người này gửi người kia rồi lại đưa trách nhiệm cho người khác đó. Ai thiếu trách nhiệm chưa? Rồi tiếp tục nữa nha. Rồi tới học, mấy đứa nó học giỏi thì không nói gì nha, mấy đứa nó học nó bình thường thôi, và học coi như là đủ điểm đậu thôi, hoặc là cao hơn xíu, học khá rồi, trung bình khá đó, hoặc là trung bình đó. Mấy đứa học giỏi nó còn đi học thêm, nó đi làm thêm, nó đi làm cái này làm cái nọ, nó đi dạy thêm nữa. Còn nó biết thân mình dốt rồi, mình trung bình hoặc là khá rồi thì mới lo ra ngoài kia mình làm đi. Ra kia mình làm mình có nhiều tích lũy kinh nghiệm, mình quen với người này quen với người kia. Đó, vừa rồi mình mới cho một bạn đi làm lót gạch, đi học lót gạch chứ không phải làm nữa, đi làm cho một chú. Rồi tới đó cái tự nhiên các bạn đó làm quen được với ông chủ, ông chủ cái quán đó, quán nhà hàng. Rồi cuối cùng ông đó, bạn đó xin vô được làm nhà hàng luôn, là xin qua là phụ bếp luôn. Thì cuối cùng chủ ông nói là bây giờ anh sẽ chứng minh kinh nghiệm cho em làm phụ bếp. Các bạn thấy sướng không? Hết, đi làm có kinh nghiệm đã không? Bạn đó học đầu bếp nữa, thì tuyệt vời không? Cứ đi ra ngoài kia làm là cái mở rộng mối quan hệ, là xin việc làm nó rất là dễ đó. Sống thiếu trách nhiệm với bản thân, thiếu trách nhiệm với gia đình, và thiếu trách nhiệm với tương lai của chính các bạn đó luôn. Ba mẹ gửi nó đi qua bên Úc này, mong đâu cho nó thành công, mong sao nó thay đổi, mong sao nó lớn lên. Cuối cùng nó chỉ lớn cái xác thôi, cái đầu nó không lớn. Nhận dạng ra những bạn này á, các bạn thấy dễ lắm, tay chân rồi đâu lọng tòng nè, rồi xong rồi nhìn nó thừa thải lắm, đi làm cũng không biết cái làm cái gì luôn, cũng không biết tìm việc để mà làm. Hỏi đi vô làm là hỏi ủa này là phải làm sao, rồi đứng đi nhìn cái đực cái mặt ra, rồi xong rồi nó đứng rồi nó thừa thải các bạn. Người ta thấy nhà vô làm cái, người ta thấy là người ta biết việc, người ta chạy vô người ta làm, người ta phụ chỗ này phụ kia, người ta nói thôi khỏi làm, khỏi phụ đi, các bạn cứ nhào vô bạn phụ đi. Giống như kiểu ăn xong rồi đó không chịu rửa chén, rồi nhìn được cái mặt ra, rồi xong ôm lúc cái mặt lên vô trong cái điện thoại, rồi tiếp tục, rồi cứ ngồi ôm điện thoại đó bấm ăn xong rồi bấm, rồi để ra con người rửa. Còn cái này nữa, mấy cái thể loại này ăn rất là dữ, ôi ăn không phải ăn một tô đâu, ăn hai tô, và hai tô chưa đủ nó chơi luôn ba tô bốn tô luôn. Ăn xong rồi biết rửa là tốt, ăn xong rồi nó bỏ đi à, rồi xong nó ngồi đó rồi nằm ngủ. Rồi có những bạn ăn mà không biết dọn dẹp chén, nó rửa chén nó mà rửa có biết rửa đi nữa thì rửa rất là dơ, rửa rất là tốn nước cho các bạn, xả nước là chơi hết cán luôn, chơi lúc cán luôn, vòi nước bao nhiêu là chơi cạn nước luôn á. Rồi rửa thì rửa mặt trong thôi, không rửa mặt ngoài, nó sống mà nó thiếu trách nhiệm vậy. Rồi đến nỗi mà khi mà đi học á là về không chịu đọc bài trước, không chịu học bài trước, nói cái này nói kia, nói tại này tại kia. Nếu mà gia đình các bạn nào mà đã giàu có rồi, ba mẹ dư tiền thì không nói, ba mẹ ở Việt Nam làm kiểu gì đó có nhiều tiền thì không nói. Còn đây ba mẹ các bạn ai cũng biết là ba mẹ ở Việt Nam kinh doanh đầu tư làm ăn rất là vất vả, con cái nó không thương ba mẹ nên nó như vậy. Nếu mà nó thương ba mẹ thì nó đã biết, nó lo, nó cố gắng, nó lo buổi tối buổi chiều nó không có việc làm thì nó, hoặc là nó được training thì nó phải lo, nó đọc bài, nó nghiên cứu, nó coi cái này coi cái kia, thầy bà rồi gửi bài nó không chịu đọc, nó không chịu coi đó. Các bạn thấy nó có trách nhiệm không? Học cái này rồi học cái kia rồi học cái nọ đủ kiểu hết, rồi đa cấp này đa cấp kia đa cấp nọ đủ kiểu hết. Ngày xưa mình trải qua hết mấy cái chuyện đa cấp rồi các bạn, mấy cái tập đoàn Nu Skin, mấy cái tập đoàn Amway đủ kiểu hết, mình vô trong đó mình đào tạo luôn á. Sau một thời gian mình thấy ngán ngẩm lắm rồi, mình mới ra mình mới khởi nghiệp kiểu này, mình mới training, mình hướng dẫn đó, mình trải qua hết rồi. Còn mấy bạn trẻ mày đặt đâm đầu vô, mình thì lo bản thân chưa xong rồi mày đặt đi training cho người này người kia đó, cái đó là lo chuyện bao đồng nữa đó. Bản thân thì chưa làm được cái gì á mà đi training ngược lại cho người khác nữa, cuộc đời nó ngộ thiệt á, tạo ra nhiều chuyên gia quá đó. Đó là sống thiếu trách nhiệm với bản thân ha. Bây giờ là hết phần 1, bây giờ mình đi qua phần số 2 ha. Những người sống thừa trách nhiệm luôn các bạn. Mười mấy năm về trước mình rất là có trách nhiệm, dư trách nhiệm luôn với lại công ty của mình. Ông chủ nói hồi con ráng giúp chú y, rồi xong rồi sau này chú bảo lãnh cho con, rồi con cứ ráng giúp đi, rồi giúp. Nhiều khi mình phải bỏ học, mình đang thi mình cũng tới giúp ông, có thời gian mình phải học tiếng Anh nữa, ông nói thôi ráng tới đây giúp anh đi, giúp về nhà mệt quá mình cũng phải ngủ xong rồi đi vô giúp là 12 tiếng, 13 tiếng, 14 tiếng đó. Có nhiều bạn làm y tá đó, trong thời điểm vừa rồi mấy bạn giúp cho những cái người lớn tuổi, giúp cho I care, rồi đi chăm sóc người già, rồi đi phụ người này người kia, rồi công ty nó năn nỉ các bạn đi phụ tại vì bên này nó đang thiếu nhân viên rất là nhiều, và có nhiều nhà hàng cũng kêu bạn đi phụ, và có nhiều công ty cũng kêu bạn đi phụ luôn. Bên này đang thiếu nhân lực trầm trọng các bạn, gọi là trầm trọng, nội trong một ngày mà nhân viên y tế đã thiếu tới 10.000 người
Đó, các bạn thấy khủng khiếp không? Là nghĩa là 10.000 người đó có mà không đi làm được á, họ phải ở nhà tại vì họ bị Covid hoặc là họ đã tiếp xúc gần đó. Thì các bạn thấy không? Rồi xong rồi những cái nhà hàng, rồi cái khách sạn và rất là nhiều người đang cần các bạn. Đi ra ngoài làm 8 tiếng về cũng mệt thế rồi. Lo đi, dành tập trung dành 1 tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng học cho nó xong tiếng Anh đi, học cho xong PTE đi, rồi sau đó đi đâu đi. Cái giai đoạn vừa rồi trong vòng 5 tới 10 năm đổ lại là PTE nó giúp không biết bao nhiêu thế hệ Việt Nam có được tấm giấy thường trú. Các bạn nghĩ mà cái PTE nó không ra mà cứ để IELTS là chắc chắn thế hệ Việt Nam vừa rồi không ai có luôn á, hoặc là có mà rất ít. Làm sao mà thi IELTS mà được 8 điểm mà đều hết được các bạn? Cái giai đoạn này bạn đừng có sống thiếu trách nhiệm với bản thân, đừng có lo chuyện bao đồng ở ngoài kia, hãy lo tập trung. Bạn đi lo cho người này, lo cho người kia, rồi cuối cùng họ đâu có trách nhiệm với cái chuyện bạn ở lại đâu. Rồi người ta cười hề hề thôi. Bạn không có, bạn xách gói, bạn đi lên đường, cuốn vali đi về nước. Còn mấy cái người đi làm chủ của bạn á, người ta đâu có lo được cái visa cho các bạn đâu. Nhiều người người ta thật sự lòng muốn bảo lãnh các bạn, mà bạn đang làm trái ngành là chết, là cũng thua. Nhiều người nói, ôi bác có người này quen, có người kia quen để bán giới thiệu. Không được đâu, các bạn phải tự nỗ lực cánh sinh các bạn. Công ty nó bảo lãnh các bạn đêm dài lắm mộng lắm, nhiều khi công ty nó bankrupt, nó phá sản trong khi mà bạn chưa có quốc tịch, chưa có thường trú thì sao? Covid này phá sản bao nhiêu công ty. Do đó bạn hãy đứng trên chính đôi chân của các bạn, hãy đứng đứng trên chính cái đôi chân của bạn để các bạn được cái gọi là đủ điểm tiếng Anh, cộng thêm cho các bạn 20 điểm nữa thì các bạn sẽ nhanh chóng được định cư thôi. Đừng đặt tương lai của các bạn vào người khác và đừng lo chuyện bao đồng cho cái chuyện thành công của công ty của người ta. Hãy lo chuyện của chính bản thân các bạn nè. Đừng có đi ra ngoài kia mà vì những cái lợi nhỏ kiếm 1.000, 2.500 hay 2.000 đô mỗi tuần mà quên đi cái trách nhiệm với các bạn. Trách nhiệm với cái chuyện tương lai của các bạn á. Khi bạn ở lại Úc rồi, bạn mua nhà nó cũng rẻ. Bạn muốn đi học theo cái gì cũng rẻ. Bạn muốn làm cái gì nó cũng dễ các bạn. Rồi một cái giai đoạn thiếu tiền, phải cày 2-3 job. Rồi xong người này nó giúp, người kia nó giúp. Các bạn phải xác định cái giai đoạn nào nó quan trọng trong cuộc đời của các bạn. Mình nói cái này rất là nhiều lần là có 3 ý các bạn phải nhớ nha. Cái thứ nhất, các bạn phải xác định cái học kỳ cuối của các bạn học á, cho dù bạn học 2 năm hay bạn học 3 năm thì bạn nhớ cái học kỳ kế cuối á là bạn phải cố gắng bạn dồn vô, bạn học 4 môn 5 môn nhưng mà dồn để cái học kỳ cuối bạn chỉ còn học một môn, 2 môn hoặc 3 môn thôi. Tại sao? Tại vì học kỳ cuối á bạn phải học ít thôi, còn phải thời gian để luyện tiếng Anh nữa. Khi mà bạn tốt nghiệp xong á, nhớ đừng để rớt nha, là bạn phải nộp liền cho mình cái visa 48 năm. Tại cái visa này nó sẽ giúp cho các bạn ở lại Úc thêm 2 đến 3 năm nữa. Cái visa này nó gọi là visa tạm trú. Thì cái visa này nó cực kỳ quan trọng và đánh đổi cái cuộc đời của bạn, đánh đổi cái chuyện định cư của bạn. Quốc tịch Úc của bạn nó nằm ở khúc này nè, cho các bạn học du học sinh đó. Tại vì sao? Tại vì khi mà có cái visa này đó là bạn chắc chắn là bạn sẽ thêm khoảng được 5, 10 hoặc là 20, có khi 30 điểm định cư luôn. Chủ á các bạn, người ta luôn luôn cần người giỏi. Nếu các bạn giỏi rồi á là không bao giờ chủ đuổi các bạn được, và không bao giờ chủ gọi là kêu người khác vô làm thế các bạn được. Ngày xưa mình á, một mình chấp 3 người luôn, làm còn không lại mình nữa thì làm sao mà chủ không kêu mình lại được. Mình muốn tăng lương lên, chủ không tăng lương, mình qua công ty khác mình làm là mình tăng từ 21 đồng lên 25, rồi lên 27, rồi lên 30, tăng lên khủng khiếp các bạn. Bạn đừng có sợ không có việc, việc luôn luôn có ở đó cho các bạn. Tiểu bang này không khó đi qua tiểu bang khác còn được nữa, chứ đừng có nói, chỉ cần bạn có kinh nghiệm thôi. Ba mẹ cho các bạn bao nhiêu tiền học và bạn đổ công sức bao nhiêu là công sức ra để mà bạn đóng tiền học, tốn tiền phải phải mấy chục ngàn, 100 ngàn thôi các bạn. Bạn tốn bao nhiêu tiền ở lại nước Úc rồi, một tháng bạn tốn 11 ngàn, phải là một năm bạn tốn 12 ngàn, không biết bao nhiêu tiền đổ ra trong nước Úc rồi, tại sao bạn không lấy cái tấm vé định cư? Thì bây giờ mình nói thứ nhất là bạn phải học cho xong, và thứ hai học kỳ cuối hoặc là bạn phải cố gắng học tiếng Anh cho mình. Tại tiếng Anh á, bạn phải học PTE 50 để mà bạn apply cái visa 48 năm. Xong đó rồi phải cố gắng lên nữa để mà thi 60 PTE 65 hoặc là thi PTE 79, 84 để mà có thêm 20 điểm định cư về tiếng Anh nữa nha cho mình. Ok. Rồi nếu mà bạn nào mà thấy cần thêm điểm thì bạn phải học cái Professional Year. Mà Professional Year chỉ cho những bạn nào mà đang sở hữu TA thôi, sở hữu cái visa 48 năm thôi. Bạn nhớ nha. Rồi có thời gian này bạn học thêm cho mình cái CCL nữa, hoặc bạn nào giỏi nữa là học Nasty cho mình nữa. Thì bạn phải có 2 năm với lại 3 năm đó thì người ta cho bạn làm việc full time, thoải mái thời gian, thoải mái mà muốn làm bao nhiêu đó bạn làm. Trong thời gian 2-3 năm này mà học Professional Year nó rất là dễ các bạn, nó chỉ học một ngày, một tuần có 4 ngày thôi, mà bạn đi thực hành thực tập 3 tháng. Khi bạn thực tập đó, rất là nhiều bạn học sinh của mình hỏi mình có nên học hay không. Ngày xưa mình lì mình không học, nhưng mà cuối cùng mình cũng phải học. Các bạn phải học cho mình. Tại sao? Tại khi bạn học á, nhiều bạn bị
mất cái thường trú hoặc là chậm cái thường trú, chậm cái định cư Úc tại vì không có chịu học cái professional year. Tại vì sao các bạn biết không? Học phí nó có mấy ngàn à, học dùm cái. Rồi thứ hai nữa là nó có cơ hội cho các bạn đi làm và được cộng thêm điểm kinh nghiệm nó. Tại sao? Ví dụ bạn học IT, nó cho bạn vô công ty IT làm. Bạn học kế toán, cho công ty vô kế toán làm. Bạn học kỹ sư, cho vô những cái công trình làm. Cái professional year này nó sẽ giúp cho các bạn tiến gần tới một bước để cho người ta cho bạn trở thành nhân viên chính thức. Bạn thực tập 3 tháng sau đó có thể trở thành nhân viên chính thức các bạn. Nhiều bạn nói, ôi nhiều khi professional year nó cho em vô rồi, cho em học, rồi cho em đi làm mấy cái chuyện nhảm nhí, còn vô cho em làm đánh máy vi tính thôi. Không các bạn, các bạn cứ vô làm một thời gian đi. Bạn cho người ta thấy cái khả năng của bạn, cho thấy cái niềm mong muốn được làm việc, cho thấy cái sự tiến bộ của bạn mỗi ngày là không ai muốn đuổi bạn đâu. Bạn tin mình, lời mình đi. Tại vì mình đã trải qua cái chuyện mà human resource, mình làm tuyển người, rồi mình gọi là tuyển nhân sự, tuyển cho hết công ty này, công ty nọ, rồi bản thân mình tuyển cho công ty của mình nữa. Mình nhìn người mình biết, và mình luôn luôn muốn nhận người giỏi thôi các bạn. Không có ai mà muốn nhận cái đứa mà làm biến và cái mặt nó đực ra, đứa nó phải biết việc, nó vô, nó ngồi, nó biết công ty mà thấy nó dơ quá, nó phải lấy mấy hút bụi ra nó hút. Rồi văn phòng bụi quá thì nó phải lấy nó lau, rồi xong rồi những cái công việc của nó phải làm cho nó tốt, rồi xong nó đi giúp người này giúp người kia, nó tìm việc nó làm, chứ không phải nó ngồi một đống ra rồi ngồi nó bấm điện thoại đâu, hoặc là lên trên máy vi tính rồi ngồi lướt, rồi xong rồi coi mấy tin nhảm nhí, rồi coi hài, rồi cười hí 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 đâu. Không phải. Thì bây giờ quay trở lại câu chuyện hôm nay, thì hồi nãy thấy á, nếu bạn thấy có tiếng Anh 20 điểm nữa, bạn thấy không, kéo dài thời gian ra để bạn ở đây, bạn có thêm nhiều điểm kinh nghiệm nữa nè. Cộng thêm một cái nữa là bạn có thêm cái bằng CCL nữa nè. Rồi cái cơ hội, nếu bạn nào muốn đi tiểu bang khác thì cái đây là cái dịp để các bạn đi tiểu bang khác mà. Đi tiểu bang khác học professional year cũng được. Mình có nhiều học viên của mình ở tiểu bang mà Melbourne với Victoria với lại New South Wales không có thấy mà có cơ hội thì đi tiểu bang khác, đi tiểu bang khác là kiếm việc mấy tiểu bang khác và học professional year mấy tiểu bang khác, rồi lên đó nhờ thầy cô hướng dẫn giúp đỡ cho các bạn. Cái điều là các bạn có xông pha, bạn gõ cửa, bạn có đi đủ không? Nhiều bạn nói, ô em đi 5 công ty rồi, em gửi resume 5 cái, 10 cái rồi. Trời mẹ ơi, hồi xưa mình gửi 50 cái, 100 cái mà người ta gọi phỏng vấn quá trời luôn. Các bạn gửi mới cái 5-10 cái à, gõ chưa có đủ cửa mà làm sao gọi bạn có được. Bạn chẳng là ai trong cuộc đời này hết, thì bạn phải đi gõ cửa. Và bạn phải biết là bạn giỏi cái gì, bạn dở cái gì, cái gì kỹ năng. Bạn phải chân thành mà tới bạn làm việc với người ta. Tới mới bắt đầu mới đi vô phỏng vấn mà hỏi lương nhiêu, trong khi đó kinh nghiệm thì không có. Mà người ta nói cho đi thực tập 3 tháng không lương là bắt đầu thấy khó chịu, vô làm cái mặt bí xị. Ta thấy bực coi, ai mà dám nhận các bạn. Vô nhận mà thấy cái mặt các bạn, ngày nào cũng vô thấy cái mặt bạn mặt bí xị ra, lúc nào cũng nói và đói bụng, lúc nào cũng nói thôi mệt quá, lúc nào cũng thiếu năng lượng. Ông nội thằng nào mà dám tuyển. Nó tuyển bạn vô cho làm công ty người ta sạc nghiệp luôn các bạn. Chắc tuyển mấy người đó vô là đảm bảo luôn, công ty nào mà đang ăn nên làm ra chuyển vô là sập công ty liền ngay lập tức luôn á. Tuyển vô mà bảo vệ làm vị trí reception nó đưa lên trước, rồi khi vô một cái là coi như ai mà thấy công ty bạn là coi như một ngày nào là giảm năng lượng và một ngày nào mà triệt tiêu năng lượng luôn của công ty luôn á, làm cho đám đông giải tán luôn mà. Khi mà đã tốt nghiệp rồi đó, hoặc là gần tốt nghiệp rồi đó, dành cái khoảng thời gian này để lo học tiếng Anh, để mà tiếng Anh BT 50 nhắc lại lần nữa, để mà nhanh chóng apply. Và bạn vừa mới tốt nghiệp là bạn phải làm ơn nói trường đưa cho các bạn liền cái tờ giấy gọi là completion letter, rồi sau đó nhanh chóng apply cái 4-8 năm cho mình, là phải có BT 50 mới apply BT cái điểm tiếng Anh đó. Cộng thêm cái thời gian đó là bạn phải nhào vô. Bây giờ mà công ty nào mà kêu bạn đi làm á, đừng có làm. Bây giờ phải lo tập trung học tiếng Anh trước, tiếng Anh cho mình trong thời gian đó 1-2 tháng đó, 3 tháng luyện hết tiếng Anh cho mình, dẹp không có đi học cái chỗ nào, không có đi làm chỗ nào đó, cứ tập trung học tiếng Anh hết cho mình. Xong khi mà học tiếng Anh cho nó xong rồi đó, ít nhất nó phải có là PT xong rồi 50 rồi, apply một phát, rồi xong tiếp tục học lên 65. Đó, học lên 65 rồi bắt đầu đi kiếm được rồi. Còn nếu bạn có thời gian nữa, ráng cố gắng mà tập trung học cho nó lên 79, 84 cho mình. Tại vì khi mà bạn mà giải quyết xong cái chuyện tiếng Anh, tự nhiên bạn có được 20 điểm, 10 cho tới 20 điểm là bạn thấy cuộc đời của bạn nó nở hoa lắm các bạn. Cuộc đời giống như pháo hoa nó nở bung lụa luôn á. Còn nếu mà các bạn nào chưa xong á, trời ơi nó mệt mỏi khủng khiếp. Và các bạn nhớ nha, tiếng Anh là cái rào cản, gọi là cái rào cản lớn nhất cho các bạn để bạn leo núi Olympia đó. Khi mà bạn xong tiếng Anh rồi, cái CCL đối với mình á, các bạn nào mà cần mình giúp để thêm 5 điểm nữa CCL nữa thì rất là dễ. Bạn nào học tiếng Anh mà đủ PT 79 rồi, mình nói cái đó bạn học trong vòng vài tháng, 2 tháng, 1 tháng, 2 tháng mà không cần học nhiều nữa, mỗi ngày bạn học 3 tiếng với mình, 2 tiếng, 3 tiếng là thi chắc chắn đậu. Không có thể nào mà không đậu được. Cái CCA nó dễ hơn cái PT 79 rất là nhiều các bạn à. Cộng thêm một cái nữa để cho các bạn là các bạn buộc phải học professional year nha, buộc phải học nha. Để bạn có cơ hội tiếp xúc với thầy cô, rồi thầy cô dạy bạn thêm những kỹ năng. Và cái học cái professional year nó rất là hay, để cho các bạn tiếp xúc với những người bạn khác học trong lớp cùng ngành của bạn đó. Sau này có gì có thể hỏi tụi nó đi làm chỗ nào, làm chỗ này chỗ kia rồi.
giúp các bạn nhiều á. Ok, rồi thôi, kết thúc video ở đây nha. Rồi các bạn muốn gặp luật sư của mình để mà tư vấn, các bạn phụ huynh muốn mình hỗ trợ thì gặp luật sư để mà luật sư tư vấn cụ thể trường hợp con cái của bạn nha. Và cuối video mình muốn nói với mọi người thêm nữa là mình không phải luật sư, thì mình có luật sư riêng để mà lo về cái chuyện di trú này. Thì mấy bạn luật sư đó mình kết hợp với mấy bạn đó để các bạn giúp các bạn và gia đình các bạn nữa. Rồi, ok, mấy anh chị nào muốn mình giúp visa doanh nhân hay là visa du học hay là những cái visa khác để các bạn định cư giúp gia đình các bạn sinh sống và làm việc ở nước Úc thì các bạn liên hệ mình luôn. Đầu tư bất động sản Úc, mua nhà cho con cái của bạn nữa. Ok, rồi, cuối video thì mình chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, có nhiều cái quyết định sáng suốt để cho các bạn nhanh chóng là công dân của đất nước tự do, đất nước của xứ sở chuột túi. Ok các bạn, chúc mọi người nhiều sức khỏe ha. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.